chào các bạn, tôi là Tú, bên trái tôi là anh Sinh. Hai anh em chúng tôi phụ trách bộ phận khảo sát khu vực phía Nam của công ty cổ phần kiến trúc Hisato. Hôm nay thì hai anh em chúng tôi đang trên đường từ Cà Mau quay về Cây Lẫy Tiền Giang đến khảo sát nhà, thiết kế nhà cho anh Hưng. Sau đây thì xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Hưng ở Cây Lẫy Tiền Giang. Mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Hưng. Cây Lẫy. Xe công ty đến được đầu đường. Đường nhỏ quá, anh em phải đi bộ vào. Hiện tại thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato của chúng tôi phục vụ các bạn trên 63 tỉnh thành, bất cứ ở đâu, đồng bằng, đồi núi, hải đảo. Nếu các bạn có nhu cầu thì công ty chúng tôi sẽ đến tận nơi để khảo sát cho các bạn. Xanh nước. Mùa này ở miền Tây sông nước mà vẫn nóng như ở Sài Gòn các bạn ơi. Tìm hàng quà chó sủa. Đặc trưng của miền sông nước. Kênh mương khá nhiều. Một con ghe đi ngang qua. Gặp lại các bạn ở video hiện trạng nhà gia chủ, hiện trạng nhà anh Hưng ở Cây Lẫy Tiền Giang. Đây là con đường bậc kênh vào nhà anh. Trước sảnh chính nhà anh là có con kênh. Điện thì hướng cái đường nhìn vào nhà anh là điện góc phải, có cột điện đây. Anh thiết kế nhà vừa mới hái, một khách, bốn phòng ngủ, một sinh hoạt chung, phòng bếp ăn, hình chữ L. Tích đất anh muốn xây nhà. Móc cục gạch đây, dài ra sao 19,5 m. Anh muốn thiết kế dài trong tầm khoảng 15 m, ngang thì 11,5 m. Toilet đồ thì anh muốn đặt ở sau nhà, không có trong diện tích nhà. Lấy từ móc sau nhà lên, đặt nhà từ móc sau nhà lên.
nước hót thì ở đây nó thấm ra đất, đất đây đất vườn. Từ bên ngoài nhìn vào cuối nhà bên trái thì có cái ao nước hót sinh hoạt, thì anh ra cái ao đó. Ao sau nhà anh. Sau nhà nhìn ra trước. Đây là hiện trạng khuôn đất của nhà anh Hưng tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì về khuôn đất này thì là một khuôn đất tương đối là rộng, các mặt xung quanh đều không bị giới hạn. Vị trí xây nhà thì anh định xây nhà trên vị trí khuôn đất trống này, có hướng chính là 285 độ Tây. Về điện nước thì trụ điện thì đã có sẵn tại vị trí ở bên này, còn nước thì nước giếng ở khu vực phía sau của nhà cũ đã có sẵn. Còn về hiện trạng ngôi nhà cũ thì sau này phần xây dựng mà lấn vào thì phía bên này sẽ đập bỏ, xây dựng thì ranh đất thì xây phía bên này chừa lại bên này để làm lối đi ra phía sau vườn. Vệ sinh chung của nhà này thì đặt phía sau nhà, không đặt trong khuôn viên của ngôi nhà mà đặt ở phía sau. Bể phốt thì có thể xây dựng khu vực phía sau ngôi nhà, phía sau này. Hướng thì anh ngôi nhà thì dự định sau này sẽ xây một cổng nhà ở vị trí phía bên trái của công trình, mà anh có nhu cầu là nhờ bên mình thiết kế cho một cổng và một tường rào mặt trước. Còn về phần công năng của ngôi nhà thì anh yêu cầu là nhà của mình gồm một phòng khách khoảng tầm 30 mét vuông, bốn phòng ngủ, một phòng bếp ăn đặt ở vị trí phía sau nhà, và một phòng sinh hoạt chung ở khu vực này. Phía sau thì có một cửa để đi ra phía sau khuôn viên. Về chiều rộng của sảnh chính thì khoảng tầm 5m đến 5,5m. Còn bề dài của toàn ngôi nhà thì tầm 15 đến 17m. Phần nhô ra bên chữ L này thì khoảng tầm 6m, dự định là 6m. Về rộng của phía sau ngôi nhà thì tầm khoảng từ 10, giới hạn là khoảng từ 11 đến 12 mét. Còn khu vực này thì sẽ xây một hành lang chạy xung quanh nhà từ sảnh chính và xung quanh bên hông tới sảnh phụ. Đây là một phương án mà nhà này thì sẽ anh nhu cầu là hệ mái thì mái thái, nhưng mà thay không lợp ngói mà sẽ lợp tôn, và hệ đà dằn của mái thì sẽ đổ bê tông cốt thép. Vì khu vực này nền đất yếu nên phương án để làm móng sẽ là đóng cọc bê tông cốt thép. Cọc thì anh đã có đúc sẵn tại
tại nhà trước, nhưng mà anh yêu cầu thì mình bên công ty sẽ lên phương án và gửi bảo vệ sớm để anh dự trù phần số lượng móng và để đặt trước cho hợp lý, vì khu vực này khó vận chuyển, cho nên anh có nhu cầu là lên phương án sớm để anh chuẩn bị trước phần cọc. Thì về đây là một kiểu mà anh cũng đã tham khảo qua sơ lược để cho công ty tham khảo. Thì vị trí sảnh chính vào sẽ gồm có một phòng khách, ba phòng ngủ đặt ở vị trí bên trái, và phòng ngủ thứ tư từ vị trí này. Bếp với phòng ăn thì sẽ phía sau của ngôi nhà, một cửa đi ra phía sau. Và khu vực này thì là phòng sinh hoạt chung, một hành lang trước nhà chạy dọc theo khu vực này. À, thì về hiện trạng ngôi nhà này thì anh muốn mình có một vòi nước dùng cho rửa, dùng cho bồn rửa của phòng bếp, thì sẽ có một vòi nước đi vào khu vực bếp. Và phía sau này thì anh dự định là sẽ có một khu vực để rửa, cũng như là để một vòi nước phía sau này để rửa và làm đồ tươi sống ở khu vực phía sau, chứ không đem trực tiếp vào ngôi nhà. Nên về phương án thì anh em nên tham khảo để lên cho hợp lý.